Người tin niệm câu A-di-đà Phật sẽ được vô lượng thiện căn phước đức. Trì danh hiệu Phật là phước đức. Người chịu tin niệm Phật là có thiện căn. Chúng ta không thể niệm Phật là vì sao? Vì thiếu thiện căn phước đức. Đúng là có không ít người khuyên họ niệm một câu Phật hiệu 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thậm chí đơn giản hơn một chút là 4 chữ A Di Đà Phật, họ cũng chẳng thể tin niệm được. Hiện thời có một phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng có thể tu nhiều thiện căn, nhiều phước đức rất dễ dàng. Pháp dễ dàng là như thế nào? Đó là niệm A Di Đà Phật. Thiện căn và phước đức của quý vị thảy đều đầy đủ. Nếu chẳng niệm A Di Đà Phật tu thiện căn và phước đức hết sức khó khăn. Tỏ rõ công đức thù thắng chẳng thể nghĩ bàn của câu Phật hiệu. Nói thật thà, câu Phật hiệu này tuy rất dễ niệm, nhưng có mấy ai chịu tin niệm? Người thật sự chịu niệm câu Phật hiệu sẽ như Kinh Vô Lượng Thọ đã nói, nhất định là từ đời quá khứ trong vô lượng kiếp cho tới nay, thiện căn do người ấy tu tập tích lũy này đã chín mùi, tức là thiện căn và phước đức đã đầy đủ. Này lại được mười phương chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, che chở bảo hộ. Đó là đại nhân duyên thù thắng. Do trong đời quá khứ có trồng thiện căn phước đức, người ấy mới nghe một câu A-di-đà Phật, bèn sanh tâm hoan hỷ, tình sâu nguyện thiết một mực thật thà, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đó chẳng phải là chuyện đơn giản. Vì thế, phàm là người niệm Phật vãng sanh, tuyệt đối chẳng phải là tu trong một đời, mà là đã tu tập tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, tới đời này chín mùi. Người có thiện căn phước đức nhân duyên ít, khi gặp được pháp môn này, họ sẽ không tin tưởng, họ có hoài nghi không thể tiếp nhận. Cho nên chúng ta biết được, người tiếp nhận pháp môn này, sanh tâm hoan hỷ với pháp môn này, là người rất cừ khôi, không phải người thông thường. Lời nói này không phải chúng ta nói, mà là Phật nói ở trên kinh. Hòa thượng Tịnh Không khai thị, xin thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh đời này và mãi mãi đời sau, được theo chánh pháp nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, tinh tấn tu tập, đạt giác ngộ giải thoát.